Hôm nay chúng ta có một cơn bầu mù bất ngờ và thực sự là Tuấn thay mặt cho đoàn phim vô cùng cảm kích khi thấy rất là đông đủ các anh các chị ở đây đã đến để ủng hộ bộ phim, ủng hộ Trương Lê Vinh, ủng hộ Nguyễn Minh Hiếu. Và không có lời cảm ơn nào có thể nói hết được ngoài là rất mong là bộ phim này sẽ có thể thỏa mãn được các anh các chị. Và nhân đây Tuấn cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em, những người trong ekip, những người đã góp phần thực hiện bộ phim này. Và Tuấn cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các cái thương hiệu đồng hành là ZaloPay, Zalo, là đơn vị đã hỗ trợ và phát hành bộ phim này trên tất cả các nhà toàn quốc kể từ ngày và kể từ tối mai, tối 16 tháng 5 năm 2024. Xin cảm ơn các anh các chị ạ. Xin cảm ơn những lời chia sẻ đến từ đại diện của Tuấn rất nhiều, và bây giờ sẽ là những cảm xúc đến từ diễn viên ca sĩ Lương Minh Hữu. Đây chính là các phần điện ảnh đầu tay của chị tham gia, và Lương Minh Hữu cảm nhận như thế nào ạ? Đầu tiên Hữu trong ngày hôm nay Hữu cảm thấy mọi người đến rất là đông đủ, và Hữu cảm ơn và biết ơn những người đã đến ủng hộ cho phim và cũng như là tham gia, và Hữu rất cảm ơn mọi người và cảm ơn đạo diễn, cảm ơn ekip phim, cảm ơn nhà đầu tư đã cho Hữu một cái cơ hội để với một cái bộ phim đồng tay mà Hữu được tham gia trên màn ảnh rộng, và cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà thật sự nếu là một diễn viên đầu tay với bộ phim đầu tiên mình tham gia, thường sẽ lựa chọn những bộ phim nó nhẹ nhàng, tình cảm hay là tâm lý. Nhưng vì sao Lương Minh Hữu quyết định lựa chọn làm mảng trinh thám? Thay một chút kinh nghiệm là Lương Minh Hữu có cảm thấy là bị sợ hãi với những cảnh trong này không? Thật sự là có ạ. Có là trong lúc mà mình nghĩ trong đầu là nó nặng nề, nó ghê gớm, và khi mà thực sự tham gia vào thì cũng được mọi người trong ekip đồng hành và hỗ trợ cho nhau rất nhiều, nên là và mọi người hãy vào rạp để xem những cái thước phim đó. Thực sự nó không phải là kinh dị quá mức như mọi người tưởng tượng, mà nó là một cái bộ phim về tâm lý cũng như là về trinh thám, và tìm ra những cái hung thủ đó, và không có mặt này, không có máu me gì trong này. Cảm ơn Lương Minh Hữu rất nhiều. Thì bạn đánh giá như thế nào về bộ phim Văn phòng trinh thám này hả bạn Ngọc Muốn? Đầu tiên cho mình chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã không ngại mưa đường xa đến đây. Lúc đấy mưa thì cũng rất là lo lắng, và bây giờ cũng thầy đứng đây nhìn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, rất mong mọi người sẽ ở lại và xem bộ phim tới cuối cùng và cho những cái cảm nhận. Thì các chương trình hiện nay đây là bộ phim mà mình nghĩ rằng là nặng ký trong quá trình mình làm được làm phim nặng ký rồi. Và nó có nhiều tình tiết nhìn thì đơn giản, nhưng nếu hãy thử đặt mình trong tình huống đó thì thấy nó kinh dị lắm, bởi vì nó rất là gần của chúng ta, ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải. Và mong mọi người hãy cùng cảm ơn chúng mình. Dạ, xin cảm ơn. Chị biết hung thủ là ai không? Hồi nãy cũng giống như Thế Vinh rất là lo cái lần mưa, nhưng mà bây giờ hạnh phúc khi có mặt sử dụng tất cả mọi người. Cũng như mọi người đã coi trailer rồi đó, thì mình là bà nội cho cô bé Tinh An, và có thể là câu của hai vợ chồng này đó là bà ấy cố tình gấp lửa bỏ tay gì đó, nhưng mà